Chào các bạn đã đến với bản tin COVID Tiền Giang ngày 16 tháng 10. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 121 ca mắc COVID-19 mới, tăng 51 ca so với ngày 15 tháng 10, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Tiền Giang đến nay lên 14.965 ca. Hôm nay có 10 địa phương có F0 mới phát hiện trong ngày. Huyện Cái Bè 58 ca, thành phố Mỹ Tho 28 ca, huyện Châu Thành 13 ca, thị xã Gò Công 10 ca, huyện Cai Lậy và huyện Gò Công Tây mỗi nơi ghi nhận 3 ca, huyện Gò Công Đông và thị xã Cai Lậy mỗi nơi ghi nhận 2 ca, huyện Chợ Gạo và huyện Tân Phú Đông mỗi nơi ghi nhận 1 ca. Có duy nhất một huyện không phát hiện F0 mới trong ngày là huyện Tân Phước. Theo đánh giá của Sở Y tế, nhìn chung, tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng giảm dần, nhưng vẫn còn các ca mắc mới lẻ tẻ. Các chuỗi ca bệnh cơ bản đã được khoanh vùng, truy vết phong tỏa và xử lý. Tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát. Hiện có 8 trên 11 địa phương cấp huyện đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh tại huyện Cái Bè, thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành đang dần dần được kiểm soát. Hiện các địa phương vẫn đang triển khai tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho công nhân để chuẩn bị thực hiện các phương án tái sản xuất, phục hồi kinh tế, phát triển xã hội. Ngày 16 tháng 10, 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang có công văn chấp thuận cho hoạt động kinh doanh vé số truyền thống. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết truyền thống trở lại từ ngày 22 tháng 10, 2021. Tuy nhiên, do tỷ lệ tiêm vaccine cho người bán vé số lưu động chưa cao, trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo được phép thực hiện bán vé số tại các điểm bán cố định, chưa cho phép bán vé số lẻ lưu động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Về việc chuyển ra vào Tiền Giang để phục vụ các hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số kiến thiết Tiền Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao công ty lập danh sách cụ thể người quản lý, người lao động của công ty, thời gian, địa điểm công tác, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt để làm cơ sở thực hiện. Đối với việc di chuyển vào tỉnh của các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực, các đại lý ngoài tỉnh và của người trúng thưởng ngoài tỉnh đến lĩnh thưởng, di chuyển ra ngoài tỉnh của các đại lý trong tỉnh để quan hệ kinh doanh, giao dịch vé số, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang làm đầu mối tiếp nhận các văn bản, đơn đề nghị và kiểm tra tính cần thiết, trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt để làm cơ sở thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng giao Sở Y tế phối hợp với các Ủy ban Nhân dân huyện, thành thị nghiên cứu tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho người bán vé số lưu động. Báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giao công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang phối hợp với các cơ quan, căn cứ tình hình dịch bệnh, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và tỷ lệ tiêm vaccine cho người bán vé số lưu động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét việc bán vé số lưu động trong thời gian tới.